Bây giờ thì không có làm ngành nghề gì lợi nhuận cao bằng con lợn được cả. Giờ thì với như này thì chỉ cứ ngồi chơi đếm tiền thôi. Có cái động lực để chuẩn bị mình nhập thêm lợn giống và mình tăng gia sản xuất. Hành trình khởi nghiệp ngày hôm nay sẽ dừng chân tại xã Hồng Phong, Ninh Giang, Hải Dương. Và nhân vật trong chương trình ngày hôm nay là anh Đinh Quang Đạt, một nông hộ chăn nuôi lợn với con đường khởi nghiệp đầy gian nan, thử thách. Quý vị, sau khoảng 8 tháng thì chương trình khởi nghiệp mới quay trở lại gia đình nhà anh Đinh Quang Đạt. Và quý vị có thấy không, việc kiểm soát người ra vào đang được gia đình anh thực hiện rất là tốt. Và theo các chuyên gia chăn nuôi, đây chính là một trong nhiều bí quyết quan trọng để giúp đàn lợn của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Anh Đạt bắt đầu tham gia chương trình khởi nghiệp vào tháng 10 năm 2017 sau chuyến khảo sát đầu tiên của chuyên gia Phạm Ngọc Thạch. Dù cả 4 tiêu chí còn nhiều thiếu sót, nhưng với quyết tâm của anh Đạt, chuyên gia vẫn đồng ý để anh tham gia chương trình. Sau hơn 1 năm đồng hành cùng khởi nghiệp với sự tư vấn hợp lý của chuyên gia, dù trải qua cơn bão giá cuối năm 2018, vợ chồng anh Đạt thu lợi nhuận trên 900 triệu đồng. Niềm vui kéo dài chưa được bao lâu, cuối tháng 4 năm 2019, đàn lợn thương phẩm của nhà anh Đinh Quang Đạt bỗng dưng phát dịch bệnh. Lợn sốt cao, đi lại loạng choạng và chết rất nhanh. Kết quả xét nghiệm, đàn lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Toàn bộ đàn lợn thương phẩm 34 con được cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy. Chưa dừng lại, sau khi đàn lợn thương phẩm mắc bệnh, một số con trong đàn lợn nái cũng bắt đầu phát bệnh. Lúc này anh Đạt đã nghĩ đến việc tiêu hủy tất cả đàn lợn nái 37 con và nhận tiền hỗ trợ từ nhà nước. Thế nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không còn con lợn nào. Trước sự việc nguy cấp, chuyên gia Phạm Ngọc Thạch đã trực tiếp xuống chỉ đạo và hướng dẫn anh Đạt biện pháp xử lý. Không chỉ hướng dẫn nông hộ công tác vệ sinh tiêu độc chuồng trại, chuyên gia còn tư vấn cho anh Đạt một hướng là chỉ tiêu hủy những con bị bệnh. Những con lợn sau khi kiểm tra mà chưa mắc bệnh thì được tách riêng và cách ly để cứu lấy đàn lợn. Nhờ sự tư vấn sát sao, kịp thời của chuyên gia, anh Đạt đã giữ lại được hơn 20 con lợn nái, tránh thiệt hại cả nửa tỷ đồng. Hiện với đàn lợn nái này, anh Đạt vẫn tiếp tục chăm sóc và thực hiện các biện pháp phòng bệnh nghiêm ngặt. Hiện tại bây giờ số đàn lợn ở trong chuồng của gia đình mình như thế nào ạ? Con nái thì bây giờ mình còn có 20 con nái thôi. Lợn thương phẩm thì là theo mẹ thì là hôm nay bắt đầu mình mới tách để cho thương lái đến người ta bắt. Thời gian vừa qua trong quá trình tái đàn đấy thì cái việc chăn nuôi của gia đình mình có gặp vấn đề gì không ạ? Từ trong năm giờ thì gia đình mình thì cũng chăn nuôi thì dịch bệnh thì nó cũng giảm đi rất nhiều. Mà nói bây giờ nó chỉ có hiện tượng là lợn con là vẫn bị nác đác, là một số con là bị viêm khớp thôi. Thì em cũng phải thầy là bây giờ con nhà em ấy thường xuyên hầu như là nào nó cũng bị viêm khớp. Và cái viêm khớp này nó tiêm rất là khó chữa. Tất nhiên cái viêm khớp thì nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Cho nên mỗi một cái nguyên nhân thì nó phải có một cái biện pháp điều trị khác. Và để xem cụ thể như thế nào thì tí sẽ, thầy sẽ vào kiểm tra. Kiểm tra cụ thể, sau đó là sẽ đưa ra một cái phác đồ cho đường điều trị nhé. Vâng, vậy thì để kiểm tra cụ thể như nào thì chắc là thầy trò mình cùng với lại anh sẽ vào chuồng để kiểm tra thực tế. Vâng. Đây là hình ảnh nhìn từ trên cao xuống khu chăn nuôi của gia đình anh Đinh Quang Đạt. Khu vực này được anh Đạt nuôi lợn nái sinh sản, còn đây là khu chuồng mà anh sử dụng để nuôi lợn thương phẩm. Đầu tiên, chuyên gia Phạm Ngọc Thạch sẽ kiểm tra đàn lợn nái sinh sản. Đây là con đực vẫn trước đây hả? Vâng. Như chỗ này là chắc là khi mà nằm nó sẽ có cái vết này, đó, chai lại. Ừ. Còn đây là dần nái mới vừa rồi tách quạt. À, mới tách quạt gì? Ừ. Có bao nhiêu mới tách quạt? Có 2-3 quạt mới tách. À, thế à. Cái tổng số là vừa tách quạt đây là bao nhiêu quạt tất cả? Tổng số tách quạt là trong này là có 4 quạt mới tách, được 3 hôm, còn luôn là mấy con này là cũng đang mang thai hết rồi. À, tức là
Trong cái dãy chuồng này là có một số con mới tách tách con đó, còn một số con đã phối và đang mang thai. Thế thì với chữa được thời gian bao lâu? Như hai con này, mấy con trên này là được 2 tháng hơn 2 tháng hết rồi. 2 tháng 2 tháng tức là kỳ 2 rồi đúng không? Ừ, rồi ok. Thế vậy thì quan sát tổng thể những cái con nái này thì thầy thấy là nó vẫn giữ được cái trạng thái và cái thể trạng rất là tốt, rất là đẹp, vẫn đảm bảo được cái tiêu chuẩn của những con nái. Không riêng 10 con lợn tách con có thể trạng tốt, theo chuyên gia Phạm Ngọc Thạch, 10 con lợn đang nuôi và sắp sinh cũng có thể trạng rất tốt. Thưa quý vị, thưa bà con, những con lợn nái này được chuyên gia Phạm Ngọc Thạch đánh giá có thể trạng khá tốt, biểu hiện là ngoại hình sáng đẹp, bộ lông bóng mượt. Tuy vậy thì theo anh Đạt, có 3 con lợn trong đàn lợn nái sinh sản này thì mấy ngày hôm nay bị giảm ăn. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn tới tình trạng này? Ăn kém ở đây là nó như thế nào? Nó giảm cái lượng khẩu phần ăn hàng ngày bao nhiêu phần trăm? Nó giảm phải 50%. 50%? Tức là nó ăn ít đi đó. Đã ăn lâu chưa? Được 2-3 ngày hôm nay. Ừ. Vậy thì cái việc mà nó đối với nái đang nuôi con hoặc có thể là nái đang lấy ra giảm ăn thì nó có mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất, nếu mà đối với nái đang nuôi con có thể là do bị sốt sữa. Nếu ví dụ như con kia, nếu mà nó nhiều sữa thì cũng gây có cái hiện tượng sốt sữa. Thế còn cái thứ hai là do cái điều kiện khí hậu thời tiết thay đổi đột ngột, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng. Ngoài cái việc quan sát các cái biểu hiện lâm sàng ở đây là thí dụ như là những nái đang nuôi con phải kiểm tra xem bộ vú như thế nào. Thứ hai là kiểm tra xem là cái tử cung như thế nào. Có thể là do viêm đường sinh dục, viêm vú nó cũng kém ăn. Và xem là có bị tiêu chảy hay không, xem là có biểu hiện của cái đường hô hấp hay không. Thì là phải kiểm tra hết đấy cả. Theo anh Đạt, đàn lợn nái của gia đình anh không có biểu hiện tiêu chảy, bầu vú cương cứng cũng như chảy dịch bất thường bên ngoài cơ quan sinh dục. Để chắc chắn hơn, chuyên gia yêu cầu anh tiến hành đo nhiệt độ cho những con lợn kém ăn. Thấy vừa em đo con nái này là 38 độ này. Cái này là bình thường, không có đại gì. Nó có thể 38 độ rưỡi đến 39 độ rưỡi. Thế đấy, như thế là bình thường. Theo chuyên gia, lợn nái của gia đình anh Đạt giảm ăn do sự thay đổi của thời tiết. Mặc dù chúng được nuôi dưỡng, chăm sóc trong chuồng kín, thế nhưng sự thay đổi bất thường của thời tiết mấy ngày nay như nắng nóng cao độ, đôi khi có những cơn mưa lớn bất thường vẫn có tác động tới đàn lợn, nhất là với những con sức đề kháng kém hơn. Mặc dù mát hay không, nhưng mà cái tác động stress cũng dễ xảy ra. Đó, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng. Thì nắng nóng mà mặc dù anh có nuôi như vậy nhưng mà nó cũng vẫn gây những tác động stress đối với vật nuôi. Với những con lợn nái kém ăn, theo chuyên gia, anh Đạt cần bổ sung thêm chất điện giải, vitamin để kích thích tiêu hóa, hấp thu, giảm stress cho lợn. Khi đó, những ảnh hưởng của thời tiết sẽ giảm xuống, lợn nái sẽ có sức chống chịu tốt hơn. Sau khi kiểm tra đàn lợn nái, chuyên gia tiếp tục kiểm tra tình hình sinh trưởng, phát triển của đàn lợn con. Thưa quý vị, thưa bà con, bên cạnh những con lợn khỏe mạnh thì một số con lợn trong đàn lợn của gia đình nhà anh Đạt có biểu hiện là khớp sưng và sốt. Và cái tình trạng viêm khớp này thì không phải là lần đầu tiên gia đình nhà anh Đạt mới gặp, mà hầu như là lứa nào cũng bị. Vậy thì nguyên nhân của tình trạng này là do đâu? Anh Đạt cho biết lứa lợn nào của gia đình anh cũng có 1 đến 2 con lợn bị viêm khớp. Nếu như mấy đàn trước áp dụng theo phác đồ mà chuyên gia đưa cho, tình trạng viêm nhanh chóng giảm, thì hiện tại triệu chứng viêm thuyên giảm khá chậm. Điều này khiến anh cùng gia đình khá lo lắng. Con lợn mà nó đang theo mẹ nó viêm khớp thế này là cái thể trọng của nó mới nó phát triển là rất kém. Mà bây giờ cái giá cả thị trường bây giờ con lợn bây giờ nó giá thành nó rất cao. Thì cũng chẳng ai mong muốn là nó bị như thế cả. Mình muốn là cho nó như các con khác thì là mình mỗi một nửa lợn thì mình xuất bán thì là nó hoàn được đi luôn. Nhưng còn bây giờ mà như thế này là mình lại phải để lại mình điều trị một thời gian, ít nhất phải tầm 5 đến 10 ngày
thì nó mới rất đẻ được. Bệnh viêm khớp ở lợn con là một trong những nguyên nhân chính gây chết lợn trước khi cai sữa. Biểu hiện là khớp chân lợn bị sưng, đi khập khiễng. Khi lợn mới mắc bệnh, các triệu chứng thường không rõ ràng, vì vậy bệnh thường được phát hiện muộn. Đây nó viêm là bình thường, nó thường ở cái khớp này. Nhưng mà trong trường hợp đây là nó viêm ở khớp vai này. Và nếu viêm ở khớp vai này thì là điều trị là nó tương đối khó. Vâng, biết điều trị lâu lắm mà. Em quan quá trước em bị rồi là em rạch ra bên trong nó còn có cả mủ nữa cơ. Để cho nó đi xem nào. Như là vẫn đi được đấy chứ. Đó, nó không có. Nhưng đỡ rồi nhưng nó vẫn cứ độ nó sưng lên. Ừ, được rồi, đấy. Con này cũng gần khỏi rồi. Ừ, đấy, con này khỏi rồi gì? Ừ. Được, xem nó con nào đó. Đây con này thầy. Đây là khớp nào vẫn còn đột. Thì có thể là khớp đầu gối, có thể là khớp đùi, hoặc có thể là khớp vai. Đó. Nhưng cái bệnh này thì em thấy là điều trị này rất nhanh khỏi. Nhưng cái mà để mà viêm khớp ở bên trên này. Cái khớp ở đây nó có mấy bệnh gây nên chứ không phải một. Đó. Cái thứ nhất là có thể là do cái vi khuẩn sinh mũi như Staphylococcus. Thì nếu trong trường hợp đấy thì lại là điều trị bằng kháng sinh lại ổn. Nhưng cái loại thứ hai là có thể là do virus nha. Thì nếu mà do virus thì là cái điều trị nó bằng kháng sinh là sẽ không ổn, mà chủ yếu nâng cao sức đề kháng và các cái thuốc bổ bổ cơ thể. Ngoài ra thì có một số các cái trường hợp khác, các bệnh truyền nhiễm mà nó gây hiện tượng viêm khớp. Thấy cho hỏi ví dụ như thế nó nhiều nguyên nhân thế thì thì cái đó có mấy vấn đề. Thứ nhất là cái trường hợp mà do nhiễm khuẩn ấy sinh mũ thì là thấy là rất là rõ, chỉ có hiện tượng là viêm ở cái khớp xương thôi đó. Và khi mà sử dụng kháng sinh điều trị thì nó sẽ có hiệu quả. Chứ còn trong trường hợp mà nếu mà do virus thì cái hiện tượng mà viêm này là nó thường là nặng, con vật thường có hiện tượng sốt nha. Và điều trị bằng cái kháng sinh là hiệu quả thường không cao. Thế thì người ta chỉ phân biệt được cái trên lâm sàng, chỉ phân biệt được như vậy thôi. Chứ còn muốn mà phân biệt được một cách cụ thể thì là phải xét nghiệm. Mặc dù bệnh viêm khớp có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng theo chuyên gia Phạm Ngọc Thạch, những con lợn mắc bệnh này tại gia đình anh Đạt chủ yếu là do nhiễm khuẩn. Tình trạng thuyên giảm chậm khi dùng kháng sinh mà nông hộ này trao đổi có thể do tình trạng vi khuẩn kháng thuốc. Cái hiện tượng kháng thuốc của vi khuẩn đây, nếu mà dùng với thời gian một loại kháng sinh mà dùng với một khoảng thời gian quá dài thì cái vi khuẩn đó sẽ bị kháng thuốc. Và khi mà nó kháng thuốc thì cái thuốc đó không có hiệu quả, thì lúc này chúng ta phải thay thuốc. Để điều trị bệnh cho những con lợn bị viêm khớp của gia đình anh Đạt, theo chuyên gia, anh Đạt cần áp dụng theo phác đồ sau. Theo chuyên gia, khi điều trị bệnh viêm khớp, anh Đạt và bà con cần lưu ý tách riêng lợn bệnh ra khỏi đàn, điều trị đúng thuốc, đúng liều lượng và đúng phương pháp thì lợn sẽ nhanh hồi phục trở lại. Thưa vị, thưa bà con, bên cạnh những con lợn bị viêm khớp thì trong đàn lợn con của gia đình nhà anh Đạt có một số con có biểu hiện bị chứng bụng đầy hơi. Bụng căng tròn, khó thở, khi vỗ vào bụng thấy tiếng bộp bộp của hơi. Theo quan sát của anh Đạt, hai con lợn trong đàn đang xuất hiện những triệu chứng này. Anh cho rằng lợn nuôi đã bị chứng bụng đầy hơi. Chứng bụng đầy hơi này là hiện tượng của nó là nó khác hoàn toàn với các lợn bình thường. Là bụng lúc nào nó cũng căng lên, mà mình sờ vào bụng nó là nó không khác như cái trống ấy, mình gõ vào nó cũng một bụng bụng luôn. Nhưng các con lợn khác thì nó lại bụng nó thì nó không biểu hiện như con như thế. Con lợn như thế này là bụng lúc nào nó phải to gấp đôi bụng con khác. Chứng bụng đầy hơi là tình trạng bụng căng lên, phình ra và gây tức bụng khó chịu. Đây là hiện tượng thường xảy ra nếu trong quá trình ăn uống lợn nuốt phải một lượng lớn không khí, hoặc do các vi khuẩn có trong cơ quan tiêu hóa gây ra trong quá trình tiêu thụ thức ăn. Khi đó một lượng khí sẽ tích tụ lại, không thoát ra được trong dạ dày và ruột, gây nên bệnh chứng bụng đầy hơi. Tuy dễ khắc phục, nhưng nếu không phát hiện sớm để điều trị, lợn mắc bệnh có thể bị chết chỉ sau 1 đến 2 ngày. Với gia đình anh Đạt, khi lợn mắc bệnh, anh thường chỉ dùng thuốc thụt đường hậu môn.
Em hỏi thầy là cái con lợn mà nó trứng bụng ấy em xử lý bằng cái này có rồi cái trứng bụng thì nó có mấy vấn đề, có thể là do cái rối loạn tiêu hóa, hoặc có thể là trong cái thời gian bú có thể là cái sữa đó, sữa đây không phải là sữa của lợn mẹ không không chuẩn, mà có thể là trong cái thời gian mà nó ngậm vú thì là cái núm vú tiếp xúc với là nó không được được sạch thì nó gây nên cái hiện tượng trứng bụng. Thế vậy để hạn chế thì có mấy cách, thứ nhất là dùng cái nước tỏi nha, nước tỏi cho uống cũng là chống hiện tượng trứng bụng và chống cái hiện tượng là ấy rất là tốt, đầy hơi rất là tốt. Hoặc có thể là dùng thụt rửa, thì có thể là dùng cái dung dịch sunfat magie, thì đối với cái này là theo tôi là nó cũng là cái dung dịch mà sunfat magie là pha ra. Thì từ trước đến giờ là vẫn dùng cái này thì em thì dùng cái này, sau này nó sẽ rất là tốt, đúng không? Cái nó cái đẻ nó rất đơn giản, không lấy được là chết rồi. Chuyên gia Phạm Ngọc Thạch cho biết thụt hậu môn giúp lợn con nhanh chóng đi đại tiện, điều này sẽ giúp cải thiện tình trạng trướng bụng. Tuy vậy anh Đạt nên kết hợp với việc giã tỏi rồi cho lợn uống. Theo chuyên gia, tỏi chứa chất alicnin có tác dụng diệt nhiễm khuẩn gây ra đầy hơi. Chất carbon hydrate có trong tỏi giúp phân hủy lượng khí được sản sinh ra trong quá trình tiêu hóa. Hàm lượng vitamin, các khoáng chất và chất chống oxy hóa trong tỏi giúp cải thiện hệ thống tiêu hóa, giúp dạ dày và đường ruột làm việc tốt hơn. Với những tác dụng trên, nên tỏi được xem như là vị thuốc có công dụng chữa trị chứng đầy bụng hiệu quả. Quý vị thưa bà con, nếu như mà sở hữu khoảng 50 con lợn con khá là ồn ào như thế này thì quý vị và bà con sẽ làm gì? Nếu như bà con có câu trả lời là sẽ đưa vào nuôi lợn thương phẩm thì có thể bà con sẽ phải xem xét lại. Bởi vì tại đây thì anh Đạt nông hộ của chúng ta sẽ quyết định là đưa 50 con lợn này xuất bán luôn. Từ cuối năm 2019 đến nay, giá thịt lợn hơi xuất chuồng luôn ở mức cao, con số dao động từ 70-80 và gần đây là gần 90.000 đồng 1 kg tại trại. Trong khi đó, giá thành lợn xuất chuồng chỉ chưa đến một nửa. Điều này đã giúp cho các nông hộ, các trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm có mức lãi rất cao. Hiệu quả nên nhu cầu con giống trên thị trường rất lớn. Lợn con bây giờ thì mình không bán thôi, nhưng mà bán bây giờ kể cả lợn chưa đẻ ra là có đông người đặt tiền trước rồi. Anh Đạt cho biết những con lợn này đều đã có người đặt mua hết. Một đến hai hôm nữa họ sẽ tới để đưa đi. Thì đây là những đàn con mà em vừa tách mẹ ra đó. Thế tổng số đây là bao nhiêu con? Tổng số chỗ này là được 50 con. 50 con. Cái này là em nhặt con to ra trước. Vâng. Rồi, như vậy thì với cái số con như thế này thầy thấy là đồng đều đấy. Đó. Cái tách khoảng thời gian là bao nhiêu thì để em tách? Thường thường thì em cứ từ 23 đến 25 ngày để em tách. Vâng. Mình có cái chuồng để nuôi vỗ béo, tại sao không nuôi vỗ béo mà để bán đi? Không thì em tính hiệu quả bây giờ nó con nái đẻ ra mà giá như thế này thì nuôi con lợn thì nên bây giờ nó rơi vào tầm giá 60 rồi. Thế mà bán này đi thì mình đã hiệu quả là mỗi một con lợn con này là mình đã hiệu quả nó được hơn 2 triệu một con tiền công của mình rồi. Thôi mình ăn ít đi một tí là chắc. Không, cái này không phải là ăn ít đi một tí đâu mà lại ăn nhiều đấy chứ không phải là ăn ít đâu. Nhá. Như vậy là em tính như thế là rất đúng. Theo chuyên gia, nếu anh Đạt để 50 con lợn lại để nuôi, hiệu quả trong trường hợp này như sau. Con giống 3 triệu 200 nghìn đồng một con. Thức ăn chăn nuôi đến lúc xuất bán 3 triệu đồng một con. Thuốc thú y, điện, nước 200 nghìn đồng một con. Như vậy, chi phí cho một con lợn xuất chuồng khoảng một tạ vào khoảng 6 triệu 400 nghìn đồng, chưa kể công chăm sóc. Nếu xuất bán dưới 65 nghìn đồng một kg, nông hộ sẽ không có lãi. Trong khi đó, nếu anh Đạt xuất bán luôn, chi phí cho mỗi con lợn con xuất chuồng
chỉ vào khoảng 1 triệu đồng một con. Việc xuất bán với giá 3,2 triệu, anh đã lãi 2,2 triệu đồng một con. Không những thế, tỷ lệ rủi ro vì dịch bệnh lại thấp. Tùy theo từng các cái suy nghĩ và cách tính toán, hạch toán kinh tế của từng nông trại. Nhưng đối với anh Đạt, tôi thấy là anh tính toán rất hợp lý. Nếu mà mình để lại lợn nuôi thì cái hiệu quả nó vẫn là quá, không phải không quá. Nhưng như quy là bây giờ chuồng trong chuồng mình vẫn đang còn lợn, chưa thể chuyển được xuống. Mà gia đình cũng muốn là xử lý cho bán xong xử lý chuồng cho rất điểm đi. Để chống chuồng tầm một tháng, sau đó mình mới tái đàn lại thì nó đảm bảo cái dịch bệnh hơn. Và cái giá cả bây giờ thì nó là lợn con nó đang cao thì gia đình cũng muốn là bán đi bớt đi ít và để cho xử lý chuồng cho nó là chắc chắn đấy. Với sự tư vấn hướng dẫn tận tình của chuyên gia, anh Đạt đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Kỹ thuật chăn nuôi được cải thiện, khả năng tính toán, nắm bắt thị trường cũng được nâng lên. Điều này đã và đang giúp kinh tế của gia đình anh có những bước phát triển vượt bậc. Dư ra và nói chung là mình có cái động lực để chuẩn bị mình nhập thêm lợn giống và mình tăng gia sản xuất. Thưa quý vị, thưa bà con, vừa rồi chúng ta đã kiểm tra xong khu chuồng chăn nuôi lợn sinh sản của gia đình nhà anh Đạt. Và đây là khu chuồng chăn nuôi lợn thương phẩm của gia đình anh. Như chúng ta có thể thấy là đã có khá nhiều sự thay đổi đối với lại khu chuồng này. Hệ thống làm mát cùng khu chuồng kín nuôi lợn này được anh Đạt hoàn thiện cách đây không lâu. Theo anh, chăn nuôi lợn trong những chuồng hở, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài rất lớn. Để hạn chế dịch bệnh, anh đã quyết định cải tạo lại khu chuồng này. Trước là mình nuôi chuồng hở thì là cái côn trùng là nó gây ảnh hưởng đến viêm da con lợn rất nhiều. Từ ngày mình đóng chuồng kín này vào là hầu như côn trùng là kể cả từ con muỗi là trong chuồng hầu như không có. Và cái bệnh mà để mà ngoài da con lợn là hầu như là 100% là không có. Anh Đạt chia sẻ để chuyển từ chuồng hở sang khu chuồng kín, anh đã đầu tư hết khoảng 100 triệu đồng. Tuy chi phí đầu tư cao nhưng bù lại nuôi lợn trong khu chuồng này, người chăn nuôi thu được nhiều lợi ích, đặc biệt là có thể tăng được mật độ chăn nuôi. Đóng chuồng kín là chi phí là nó vẫn phải lên cao hơn. Nhưng ngoài cái đấy ra thì mình lại cái hiệu quả của mình mang lại là mật độ mình nuôi là mật độ nó được dày hơn. Thì mình tính đâu được ra về mình làm phép tính là bây giờ ví dụ bình thường mình nuôi một ô chuồng, nếu chuồng hở mình nuôi chỉ được 20 con. Nhưng mình đóng chuồng kín có thể mình nuôi được 30 con. Anh Đạt cho biết nếu nuôi lợn thành công, chỉ sau một lứa lợn xuất chuồng, nông hộ sẽ thu hồi được vốn đầu tư. Hãy cùng xem chuyên gia đánh giá như thế nào về khu chuồng trại mới xây dựng của anh và đàn lợn thương phẩm hiện tại. Đây là cái chuồng lợn thịt đấy nhỉ? Chuồng lợn thịt vừa rồi này em có nói là em có cải tạo lại đúng không? Rồi để xem cụ thể như thế nào. Thế đây là cái dàn lạnh gì ấy, gọi là dàn mát chứ không phải dàn lạnh. Thế cái này là bắt buộc phải có rồi. Nhưng mà theo thầy nhá, cái này là em dùng một cái lưới sắt lưới mất cáo nhỏ ấy, treo ngoài này, thì treo ngoài này bởi vì tại sao là nhiều khi đến một thời gian ấy thì là có thể chuột nó đục khoét cái này này. Đấy, cho nên là một số nơi là người ta thường làm thì không phải là hết tất cả đây mà chỉ là 1/3 cái này thôi. 1/3 phía dưới này thôi. Chứ nhiều trường hợp là chuột hoặc là một số những cái con vật khác ấy. Bây giờ thì nó còn cứng, nhưng mà sau này mà với thời gian lâu nó lão hóa, không nước nó nhiều vào ấy là nó sẽ mủn ra mà nó thủng ấy. Vâng. Nhá. Trên đây là cái nguồn nước đúng không? Vâng, để bơm lên cái dàn mát. Vâng. Thế cái này là em có cho nước cho dung dịch sát trùng ở đây không? Có dung dịch sát trùng thì hiện tại đến bây giờ là em chỉ cho vào qua 2 ngày thôi. Ừ thôi, chỉ cần thế thôi chứ. Thì cứ một trong một tuần đó là em cách nhau tầm 3 đến 4 ngày là em cho một hôm là sát trùng. Đúng rồi. Bởi vì là mình thấy nhiều khi là cái này sau đó là cái hơi nước nó sẽ vào trong chuồng. Thì nếu mà cái nước mà không chuẩn thì cũng là một trong nguyên nhân mà nhiễm khuẩn đấy nhá. Ừ thì làm thế là được. Việc thiết kế hệ thống dàn mát của gia đình anh Đạt được chuyên gia đánh giá đạt yêu cầu. Chuyên gia tiếp tục di chuyển vào bên trong chuồng nuôi. Thế đây là hiện tại là còn có bao nhiêu con?
Hiện tại bây giờ em vừa rồi em xuất bán rồi, bây giờ còn nó khoảng tầm 5-6 cái con nữa rồi. Vâng. Còn những con này thì cũng phải là tạ rồi gì nữa. Vâng, thì đây em cũng gọi thợ rồi, cũng đang ngày 1, ngày 2 là em cũng đang mình xuất bán. Khi mà có cái nuôi chuồng kín mà có cái dàn mát và cái quạt thông gió này thì ta vào đấy là rất là mát đúng không? Thứ nhất là nó không có hơi hong gì thế. Vâng, mà nuôi con lợn là cái độ mà rủi ro và dịch bệnh nó giảm đi rất nhiều. Vâng. Nhiều đúng không? Thế thứ hai là tổng đàn lợn mà cho qua đây thì thầy thấy là đàn lợn rất đẹp đúng không? Đẹp thứ nhất là da bóng này, lông mượt này, và đặc biệt là không có cái hiện tượng là bệnh ở đường tiêu hóa và tiêu chảy, và không có cái bệnh ở đường hô hấp. Như là nhiều khi có trường hợp mà nếu nuôi kia tiêu chảy nhiều hoặc là cái hen suyễn ho nó sẽ nhiều lên. Trước chúng em là ở chuyển đổi này là nó ở cánh đồng nhiều, nhất là cái mùa mà gặt đấy là các cái con côn trùng với con bướm là nó gây ra cái hiện tượng là viêm da rất lớn. Cái đấy là một phần, nhưng cơ bản là cái nguồn không khí nó sẽ không sạch. Ở đây thì nguồn không khí sạch nó sẽ hạn chế được cái mầm bệnh rất là nhiều. Và đi qua cái chăn mà cái chuồng kín này thì em theo dõi thì thấy là nó có nhiều hiệu quả rất cao. Tất nhiên là cái đầu tư nó sẽ lớn đó, nhưng mà cái lớn đây là đầu tư lâu dài chứ không phải là đầu tư nữa nào chúng ta phải đầu tư như thế. Vậy là cần phải đầu tư nên vậy nó có hiệu quả kinh tế cao hơn đó. Thế còn cái này thì là được vừa hạ vừa giá thành hạ nhưng đồng thời vẫn có giá trị tốt đó. Chứ không cần nhật thì không cần thiết là cái tôn lạnh làm gì cả đó. Cái này chủ yếu làm nào để cho nó kín gió thôi. Mà cái này đó, bạn này nó cũng dày, cái thời gian lão hóa nó cũng rất là lâu đó. Như vậy việc thiết kế và chỉnh sửa khu chuồng nuôi của gia đình anh Đạt đã đáp ứng được yêu cầu. Theo chuyên gia, chuồng trại thoáng mát, sạch sẽ là yếu tố quan trọng để việc chăn nuôi hiệu quả hơn. Tổng kết sau khi kiểm tra hai khu chuồng lợn, chuyên gia Phạm Ngọc Thạch khá hài lòng với việc chăn nuôi tại gia đình anh Đạt. Mỗi một người khác nhau thì có cái sự nhận thức khác nhau. Mặc dù là cùng chuyên gia tư vấn, mặc dù chương trình tư vấn nhưng có những người là không thực hiện được đủ, nhận thức là không được tốt, do vậy hiệu quả nó không cao. Nhưng riêng đối với anh Đạt thì là anh đã nhận thức rất tốt những cái truyền đạt của chương trình cũng như của chuyên gia. Do vậy mà cái hiệu quả chăn nuôi của anh ấy đã có hiệu quả, mà cái hiệu quả này rất rõ. Tính từ thời điểm tái đàn và giữ đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi vào tháng 8 năm 2019 tới nay, gia đình anh Đạt đã xuất bán 2 lứa lợn thương phẩm. Để kiểm tra kết quả chăn nuôi, chuyên gia Phạm Ngọc Thạch quyết định ngồi lại với anh Đạt, hạch toán lại các lứa lợn xuất bán. Em thử hạch toán 2 cái lứa tái đàn đó. Cái lứa đầu tiên mà chương trình về để kiểm tra chuồng trại để gia đình tái đàn lại, thì cái lứa đấy chúng em đây là lại không được giá. Nuôi được 120 con là cái thời đầu tiên nuôi chuồng hở, là bán được bình quân là cái giá là 40.000 một cân hơi, là nếu mà xoa mới trừ hết chi phí đi là lợi nhuận là mỗi một con là gia đình là đẻ ra được 500.000 đến 600.000 một con, được qua 60 triệu, hơn 60 triệu. Vâng, vâng. Đến đợt hai này thì gia đình thay đổi là đóng chuồng kín thì là hiệu quả chăn nuôi là nó rõ rệt hơn rất nhiều. Như vừa rồi đấy là gia đình là nuôi là 150 con, mà cái lúc rẻ nhất là vừa rồi là cũng bán được cái giá 83.000, còn cao điểm nhất là cũng bán được cái giá là 90.000 một cân lợn hơi. Hiệu quả là gia đình là mỗi một con lợn đây là chế chi phí rồi là đẻ ra được 4 triệu đến hơn 4 triệu đồng một con. Chứ quá tốt rồi, thế thì nhân lên với số con đấy. 320 triệu. Vâng. Có 320 triệu, bây giờ trong chuồng vẫn còn là bao nhiêu nữa? Trong chuồng em vẫn còn 50-60 con lợn thịt nữa. Vâng. Thì cũng lại giá nó bây giờ nó vẫn đang như thế đúng không? Giá về đang có chỉ hướng còn cao hơn ạ. Vâng. Thế thì đấy, như vậy là đọc ký qua cái hai đợt tái đàn thì cũng gần 1 tỷ rồi. Đúng không? Vâng. Giờ thì với như này thì chỉ cứ ngồi chơi đếm tiền thôi. Rồi. Thế đây chúc mừng chú nha. Rồi. Với ý chí, niềm tin và sự tin tưởng vào những tư vấn của chuyên gia khởi nghiệp,
đến nay, việc chăn nuôi của gia đình anh Đạt đã thu được những kết quả rất đáng tự hào. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nông hộ này trong những chương trình khởi nghiệp tiếp theo.